Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại kênh. Hôm nay mình sẽ sơ lược qua một vài nét về lễ hội Hoa Sim Biên Giới 2024. Lễ hội Hoa Sim Biên Giới năm 2024 thì được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 5 tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Xuyên suốt quá trình diễn ra lễ hội Hoa Sim Biên Giới 2024 thì đã có rất nhiều hoạt động nổi bật và để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách. Lễ hội Hoa Sim Biên Giới năm nay đã được tổ chức với quy mô cấp thành phố với chủ đề Biên Cương Tổ Quốc Tôi tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là năm thứ 3 lễ hội Hoa Sim Biên Giới được tổ chức so với 2 lần trước. Năm 2024, lễ hội tổ chức với quy mô rộng hơn tại 3 địa điểm là Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hải Sơn, chợ phiên Pò Hèn và đồi Sim Mã Thảo Sơn. Theo lãnh đạo của xã Hải Sơn thì trong 2 ngày diễn ra lễ hội Hoa Sim Biên Giới có hơn 11.000 người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm nét độc đáo của vùng đất biên cương này. Sự kiện là một sản phẩm du lịch mới gắn với phát triển du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng xã Hải Sơn. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động như chợ phiên Pò Hèn với trên 30 gian hàng giới thiệu sản vật, ẩm thực đặc sắc của địa phương. Ngoài ra còn có các nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc biểu diễn các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, trình diễn lễ cấp sắc, biểu diễn các tiết mục hát giao duyên của dân tộc Dao và hát sóng cọ của dân tộc Sán Chỉ. Bên cạnh đó thì các hoạt động thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian như giải bóng đá nam, bóng đá nữ, thi đánh quay, ném còn, cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt, tập niu, lầy cỏ, tức là sái mã, thi trang điểm cô dâu dân tộc Dao và Sán Chỉ, dạ bánh dày, giao lưu văn hóa và dân vũ với các xã, phường. Lễ hội Hoa Sim Biên Giới 2024 là dịp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và là cơ hội thu hút du khách, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Thông qua lễ hội Hoa Sim Biên Giới, đây là một cái cơ hội để quảng bá về hình ảnh Móng Cái nói chung và xã Hải Sơn nói riêng. Đây là điểm đến du lịch hấp dẫn, cần quảng bá rộng rãi để bà con đồng bào các địa phương khác đến tham quan, du lịch và trải nghiệm. Trong khuôn khổ lễ hội, nhân dân và du khách đã vô cùng hào hứng khi tham gia vào chợ phiên Pò Hèn, chứng kiến màn trình diễn lễ cấp sắc, hát giao duyên của dân tộc Dao và hát sóng cọ của dân tộc Sán Chỉ, trang điểm cô dâu Dao và Sán Chỉ, thi dạ bánh dày, hòa mình vào không khí tuyệt vời của giải bóng đá nữ trong trang phục dân tộc, được thưởng thức ẩm thực mẹt đặc sắc của người đồng bào với cá suối cuốn lá lốt, gà nướng mật ong, lợn bản, rau má rừng, trộn nộm, rượu Sim. Có thể khẳng định, sau 3 năm tổ chức, lễ hội Hoa Sim Biên Giới đã thực sự đi vào đời sống đồng bào, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng xã Hải Sơn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân nơi đây. Chị Phùn Ngọc Bích, người dân xã Hải Sơn chia sẻ, qua lễ hội, nhân dân được tuyên truyền quảng bá văn hóa đặc sắc, văn hóa ẩm thực, bản sắc của dân tộc. Chúng tôi rất muốn tham gia phát triển du lịch cộng đồng để vừa có cơ hội quảng bá nét đẹp vùng đồng bào, vừa có thêm thu nhập từ du lịch. Xã Hải Sơn là xã vùng cao, biên giới, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, cách trung tâm thành phố Móng Cái 34 km về phía Tây Bắc, có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng an ninh. Đơn vị hành chính có 3 thôn, dân số có 352 hộ với 1.862 nhân khẩu, gồm 3 thành phần dân tộc là Kinh, Dao, Sán Chỉ, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 86,8%. Hải Sơn có nhiều vị thế về vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc sắc về sản vật địa phương, có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn như khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, cột mốc 1347, chợ phiên Pò Hèn, làng Bích Họa, xóm Hoa Đặng, đồi Sim Mã Thảo Sơn, xóm 26 hộ, đỉnh Panai, lòng hồ Tràng Vinh thơ mộng, và đặc biệt là có đường quốc lộ 18C đi qua địa bàn thuận lợi.
Đây cũng là cái đường tuần tra biên giới uốn lượn quanh co quanh những ngọn đồi quả núi thơ mộng xanh ngút ngàn của những hàng cây. Và phía bên kia là hàng rào thép của phía bên nước bạn Trung Quốc dựng lên. Với những đặc điểm đó, thực sự là một tiềm năng lợi thế cho Hải Sơn để phát triển bền vững. Trong những năm qua, Hải Sơn luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới khang trang, quan tâm dành nguồn lực tổ chức các chương trình lễ hội văn hóa độc đáo. Với những nỗ lực trong công tác tổ chức quảng bá du lịch tại địa phương, xã Hải Sơn đã và đang trở thành khu du lịch tiêu biểu thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây được xem là chìa khóa để Hải Sơn có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới. Hải Sơn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc sắc về sản vật địa phương, với nhiều điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn. Do vậy, việc tổ chức lễ hội hoa sim biên giới và nâng tầm qua các năm là cách để Hải Sơn đến gần hơn với khu vực trung tâm, lan tỏa sức vươn của người đồng bào trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo của thành phố Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh. Sự thành công của lễ hội hoa sim biên giới 2024 không chỉ dừng lại ở quy mô, chất lượng, số lượng du khách tới tham quan, du lịch, trải nghiệm, mà cao hơn cả đó là sự quan tâm hướng tới vùng đồng bào, sự sẻ chia, gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc từ nơi địa đầu, biên cương tổ quốc, và là cách để bà con ngày càng phát huy vai trò chủ thể của mình trong việc lấy du lịch dẫn dắt kinh tế, nâng cao thu nhập cho chính bản thân và cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao nơi đây.